Bên ngoài thì là các hộp thức ăn cho mèo Nhưng chắc không có con mèo nào trên thế giới dám ăn thứ bên trong Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 4 kg ma túy tổng hợp ketamin được cất giấu tinh vi trong lô hàng chuẩn bị xuất khẩu đi Đài Loan. Theo đó, thực hiện các kế hoạch trọng điểm về phòng chống ma túy của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát trọng điểm với tuyến hàng xuất khẩu đi Đài Loan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra trọng điểm lô hàng xuất khẩu của thanh niên 25 tuổi ở tỉnh Bình Thuận được khai báo là quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, người nhận là một công ty ở Đài Loan. Sau khi kiểm tra, cơ quan hải quan đã phát hiện 3,988 kg ketamin ma túy tổng hợp, được cất giấu tinh vi trong các hộp gói thức ăn cho mèo. Các gói hộp này được hàn kín để trông như mới 100%. Đây là lần đầu tiên cơ quan hải quan phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy hết sức tinh vi này. Trước đó, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện 5 vụ nhập khẩu trái phép cần sa từ Mỹ và Canada về Việt Nam, thu giữ 8,7 kg cần sa các loại. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện liên tiếp 6 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, thu giữ gần 13 kg ma túy các loại.